Xin chào cả nhà. Hôm nay mình cùng với lại em Hậu làm bánh trung thu nhân phai môn theo yêu cầu của một khán giả xem trên kênh của Nhung Cần Thơ á. Thì chị hay là cô gì đó có nhờ em Hậu làm cái món bánh trung thu nhân phai môn chia sẻ đến chị. Thì hôm nay em Hậu đi làm bánh về và có thời gian thì mình nhờ em Hậu chia sẻ cái cách làm nhân phai môn đến với khán giả của kênh Nhung Cần Thơ. Bây giờ thì mình mời cả nhà cùng mình bắt tay vào làm cái món bánh trung thu hôm nay nha. Cái cách làm hôm nay thì mình sẽ làm cho cả những người dùng chay và dùng mặn đều được hết cả nhà ha. Trước tiên là mình chuẩn bị cái phần phai môn để mình làm nhân ha. Ở đây mình có 4 củ phai môn này, mình mua là 2,4 kg. Mình lựa cái củ cho nó ngon ngon gì nè cả nhà, để nó không có bị sượn đó. Xong thì về mình sẽ đem đi gọt nha. Và mình chuẩn bị một ít muối nè, mình đổ nước vô. Mình gọt phai xong thì mình sẽ ngâm vào đây mình rửa ha. Mình gọt sạch xong rồi đó thì mình sẽ tách ra, mình tách ra mình ngâm vào trong cái nước muối này nè, để cho cái khoai của mình á, khi mà mình hấp lên nó sẽ mềm, nó ngon, nó không có bị sượng. Khoai hôm nay mình mua cũng ngon, trắng nhìn ngon lắm nè cả nhà. Và mình tách ra như thế này á, là khi mình hấp á là cái khoai của mình nó nhanh chín hơn là mình để nguyên một củ. Cái này em Hậu làm quen tay rồi cho nên là để lên tay tách luôn, còn cả nhà không quen á mình để lên trên tấm thớt á, mình xắt xắt ra cho nó dễ nha cả nhà. Khoai lúc mà mình mua về đó thì mình đã rửa lại cho nó sạch rồi, cho nên là khi mà mình gọt nó không có bị dơ. Rồi mình tách vào trong cái nước muối này nè, mình trộn cho nó đều lên, vậy mình ngâm một chút xíu ha, mình ngâm tầm khoảng chừng 5 phút vậy đó. Xong rồi mình đổ ra ngoài cái gỗ nè, rồi mình đem đi hấp nha. Còn một cái nữa là khi mà mình gọt khoai này á, cả nhà nên đeo bao tay vào nha. Tại Hậu làm quen rồi cho nên là Hậu không có cần đeo bao tay á, mình làm bằng cái tay không á nó dễ bị ngứa lắm á cả nhà. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước để mình hấp khoai ha. Mình bắt cái sửng lên cho nó sôi xong á thì mình đổ khoai vào mình hấp nè. Sau khi mình gọt xong á mình bỏ vỏ và những cái chỗ mà nó bị sâu bị sượng đó thì nó còn lại là 2 kg khoai ha. Rồi mình đậy nắp lại, mình cho lửa thật là cao, mình hấp trong vòng khoảng 30 phút thì cái khoai của mình nó sẽ chín mềm. Trong lúc này thì mình sẽ đi chuẩn bị một ít củ hành tím nè. Mình chuẩn bị khoảng 100g hành tím gì đó. Mình lột sạch vỏ xong rồi mình sắc cho nó mỏng mỏng ra, để mình đi phi chung với lại cái dầu ha. Hành mình đã sắc xong rồi, mình chuẩn bị dầu mình bắt lên nồi hay chảo gì đó. Mình cho vào đây là 300g dầu ăn ha. Rồi khi mình bắt lên cho nó thiệt là sôi cái dầu rồi đó, mình sẽ cho cái hành này vào nha. Cho hành vào tầm khoảng 1 phút là mình tắt lửa được rồi. Thì cái dầu này nó đang nóng đó, thì một hồi nữa là cái hành của mình nó sẽ tự vàng ha, và nó bốc cái mùi lên rất là thơm luôn. Mình tắt lửa rồi đó nhưng mà nó vẫn cứ sôi vậy nè. Hồi là cái hành của mình nó vàng vậy nè cả nhà, và cái nước dầu nó thơm lắm. Lát nữa mình chỉ sử dụng cái phần nước dầu thôi chứ cái hành này là mình không có sử dụng ha. Mình thấy nó không còn sôi nữa nè, và cái hành nó vàng vậy nè, thì mình lấy cái đầu mình lược ra để mình lấy cái phần nước dầu nha. Bây giờ thì trở lại với cái nồi khoai hấp của mình nè, nãy giờ cũng được 30 phút rồi, mình thử thấy nó mềm ngon rồi nè. Thì khoai đã chín được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho khoai ra ngoài cái thao nha, để mình sẽ tán ra. Nếu mà mình có cái máy xay á thì mình cho vào trong máy mình xay ra cho nó mịn, cho nó nhuyễn. Còn như mình không có máy á thì mình chỉ cần dùng cái muỗng cứng cứng á cả nhà, mình tán như thế này nè. Tại vì cái khoai này mình hấp chín rồi nó mềm, nó dễ tán lắm. Mình cứ tán từ từ như thế ha, cho tới khi nào mà mình thấy nó mịn mềm hết, nó không còn lục cục nữa là được rồi. Thì mình tán bằng tay thì mình tán cho nó kỹ ha, mình tán đi tán lại vậy đó. Khi mà mình cầm cái khoai lên mà mình thấy nó đều, nó mịn hết là được rồi. Nè, bột mình mô mình tán ra mình thấy cảm thấy nó mịn nè. Mình gờ mình thấy không thấy nó còn đóng cục nữa thì được rồi. Dắt lên nó dẻ nè, nhìn nó mịn nè. Khoai này mà mình hấp cho nó chín rồi đó, nó không có bị sượng là mình tán nó nhanh lắm, nó cũng dễ tán lắm cả nhà. Giờ tiếp theo thì em Hậu sẽ xào cái phần nhân. Thì trước khi xào thì Hậu giới thiệu cái phần nguyên liệu để cho vào cái nhân này đi. Rồi, cái này là môn 2 kg là mình đã hấp mình tán nhuyễn rồi. Rồi. Thì trước khi xào cái môn này là mình sẽ chuẩn bị là 1,2 kg đường. 2 kg khoai thì 1,2 kg. 1,2 kg đường. Rồi. Dầu ăn là dầu này là dầu mình thắng mỡ hành là 300g. Rồi. Cái bột này để dành khoai vô là có bột gạo. Đâu, mình dập nguyên cái hiệu bột gạo này ra cho mình coi. Cái phần bột này, bột gạo này. Bột gạo hiệu Vĩnh Thuận ha. Rồi, mấy trăm gram? Cái bột gạo này mình dùng 200 gram cho 2 kg khoai môn nha. Rồi. Cái bột mì.
Này bột mì này là bột mì hoa ngọc lan. Bột mì cao cấp hoa ngọc lan ha. Bột mì này là mấy lần mình có làm bánh trung thu đó, cả nhà mình có quay đó. Là mấy trăm gram? Xài 50 gram. 50 gram. Rồi. Dưới đây mình có cái hương khoai môn nè. Cái hương này là mình để tùy theo, nếu mình để nhiều để ít thì do mình lấy màu, muốn lấy màu đậm lợt thôi. À, cái này mình để vô để cho cái bánh của mình nó có cái màu đẹp đó cả nhà. Thì cái màu với lại cái hương này là mình mua ở chỗ người ta bán nguyên liệu để làm bánh thì có đủ hết ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần đường vô trong khoai ha. Trộn đều lên hả? Thì người ta trộn cái món hấp xong, thứ người ta trộn đường vô, người ta thay bằng cái cối máy xay á. Xay một lượt luôn. Thì mình tán ra thì mình có xay, mình tán ra thì mình trộn. Đúng rồi, cái này mình làm mà cái dạng thủ công mà. Chứ còn người ta làm bán nhiều, số lượng nhiều thì phải cần máy móc hỗ trợ. Trộn đều lên là được hả? Trộn đều lên là được. Khi mà mình trộn đường xong vào trong khoai á thì cái khoai nó sẽ trong lại nè. Nếu mà cái cục nào khoai mà nó chưa nhuyễn, nó còn sót lại đó là mình dễ nhận thấy lắm. Thì mình sẽ dùng muỗng mình tán lại cho nó mịn ha. Xong thì tiếp theo mình sẽ trộn cái phần bột này lại cho nó đều nè. Hai cái loại bột gạo và bột mì đó. Thì trộn cho nó đều xong thì mình lấy cái nước dầu mình đã phi cho nó thơm nè. Mình cho vào đây tầm khoảng phân nửa đi, phân nửa cái lượng dầu này đi. Mình để vào mình trộn cho nó đều với lại cái bột này ha. Cái lượng dầu còn lại trong tô á, thì lát nữa mình sẽ cho vào trong cái chảo để mà mình xào cái phần khoai á. Cái bột sau khi mình cho dầu vào mình trộn cho nó đều lên, nó sền sệt như thế này là được rồi nè cả nhà. Đó, nó vậy ha. Xong mình để đi. Tiếp tục mình sẽ đi xào cái phần khoai nha. Bây giờ thì mình cho hết cái khoai này vào trong một cái chảo. Xong thì mình bắt lên bếp và mình bật lửa lên. Và cái phần dầu lúc nãy mà mình chừa lại nè, mình cho hết vào trong cái chảo nhân luôn nha. Rồi bây giờ thì mình dùng tay mình đảo cho nó thật là đều nha. Để cho nó đều cái dầu này vào trong cái khoai nè. Xào được một lúc thì cái khoai của mình nó đã sánh lại rồi nè. Lúc này Hậu sẽ cho cái phần màu khoai môn vào nha. Canh như xào chảo bự thì em dễ canh. Cái này thì mình cứ vô cho nó vô từ từ, cảm thấy cái màu lên, đừng có cho cái màu nó đậm quá. Cái này cái hương là giúp cho vừa thơm vừa có màu. Màu mình để cũng vừa phải thôi thì nó ngon, nhìn nó đẹp nữa. Cái này gì nữa thôi, đừng có đậm quá nhìn ớn. Bây giờ ta không có thích xài màu nhiều. À, mình xào nhân bằng cái nước dầu mà mình phi hành đó, nó thơm lắm luôn á cả nhà. Nó bốc cái mùi lên rất là thơm. Cái phần nhân của mình xào sắp được rồi đó cả nhà. Bây giờ mình cho vào trong đây khoảng một muỗng cà phê muối ha. Một muỗng cà phê lưng lưng vậy đó. Để mình dặn lại cho cái phần nhân của mình, chừng nữa mình ăn nó có cái vị đậm đà, nó sẽ ngon nha. Lúc này là cái phần nhân của mình bắt đầu nó sánh lại như thế này nè. Thì mình để cái lửa nhỏ thôi, liu ghiêu thôi ha. Nó cũng sắp được rồi đó. Cái nhân khoai môn này xào cũng thấy gì chứ cũng lâu lắm á cả nhà. Rồi khi mà nó sánh lại như thế này nè, nó nặng tay lắm nha. Cho nên là mình cần phải có sức á, mình xào mới được á. Và đây là cái cách mà Hậu thử nhân coi nó được chưa nè. Thì mình lấy cái tay á, mình đụng vào mình thấy nó không có còn dính tay nữa ha. Là cái nhân của mình nó đã đạt rồi đó. Lúc này thì mình sẽ cho bột vào được rồi nè. Cái bột mà lúc nãy mình đã trộn chung với lại dầu đó. Rồi mình cho hết bột vào. Mình để lửa nhỏ, thiệt là nhỏ ha. Cho hết cái phần bột này vào xong mà mình trộn cho nó đều lên là mình tắt lửa liền luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ đảo lên cho nó thật là đều nè. Mình đảo nhanh tay nha cả nhà. Rồi khi mà mình thấy nó đều rồi đó, mình tắt lửa, mình cho cái chảo xuống dưới nha. Mình dễ xào hơn. Còn mình để cái chảo ở trên bếp á, nó nặng mình khó kèm lại lắm. Rồi bây giờ mình nhắc chảo xuống nè. Rồi mình kèm lại tiếp ở Hậu á.
chứ không thôi là nó nặng lắm, khó đảo lắm cả nhà, nó rất là nặng tay nha, dẻo lắm luôn. Rồi mình tiếp tục mình đánh một hồi nè, cho nó thiệt là đều mới được nha cả nhà. Mình đánh không đều là cái nhân của mình nó không dẻo, nó không ngon nha. Cái công đoạn mà làm ra cái nhân bánh nó rất là quan trọng, cho nên là mình quay hơi dài á cả nhà. Còn mình rút ngắn quá thì khi cả nhà làm á, nhiều khi nó không có đầy đủ á, thì cái nhân bánh nó sẽ không ngon. Cho nên là mình chịu khó xem hơi lâu chút xíu ha. Cái nhân bây giờ nó rất là dẻo luôn á cả nhà, mịn lắm luôn nha. Mình thử một miếng mình thấy nó vừa ăn ngon lắm luôn á cả nhà. Vừa thơm nè, vừa dẻo nè, vừa béo nè, và ngọt, cái độ ngọt vừa ăn rất là ngon. Rồi bây giờ mình tán nó ra vậy nè, rồi mình để dưới cây quạt á. Rồi mình để một hồi cho nó nguội bớt đi rồi mình mới vò nhân được nha. Rồi khi mà nó nguội rồi đó thì mình cho ra ngoài cái mâm để mà mình phân cái phần nhân ra. Cái phần nhân hôm nay mình xào tới 2kg khoai đó, nhưng mà mình sử dụng khoảng 1,5kg thôi, còn nửa ký mình làm bánh khác á cả nhà, chứ mình không có làm hết nhiều đây ha. Hết nhiều đây là làm nhiều bánh lắm luôn á. Hôm nay mình làm bánh bằng cái khuôn tháp đó cả nhà. Cái khuôn tháp của mình là 200g. 200g thì cái phần nhân này mình sẽ cho là 140g, còn lại 60g thì mình sẽ làm cái da ha, là cho cái khuôn 200g. Cái nhân thì mình làm từ 140g cho tới 150g. Nhân thì mình chia ra xong rồi mình bò lại cho nó tròn tròn vậy nè. Giờ cái nguyên liệu mình đánh da thiên thu nè. Cái này là bột bột mì nè. Hoặc bột mì này nè, là 400g. Còn bột mì của Hoa Ngọc Lan là cái này là 600g. Hoa Ngọc Lan bột mì để dùng làm bánh trung thu. Đúng rồi. Còn như đây là dùng cho 700g nước đường. Rồi. Cái bột mà dùng để làm da bánh trung thu này thì mình tìm mua chỗ người ta chuyên bán nguyên liệu để làm bánh đó cả nhà, thì người ta có bán cho mình đủ hết ha. Còn cái phần nước đường này á thì mình cũng đã có làm ở những cái video trước rồi, cho nên là mình không có chia sẻ trong video này nữa, tại vì nó mất thời gian lắm. Hôm nào á mình sẽ làm riêng một cái video chia sẻ về cái cách nấu nước đường đến cả nhà nha. Xong thì em Hậu sẽ cho bột vào từ từ nè, cho hai loại bột vào từ từ rồi mình trộn cho nó đều lên ha. Cái phần trộn bột da bánh này á, thì Hậu có cho vào đây là 50g dầu ăn nha. Cái nước đường này á, nếu mà cả nhà sợ mà mình không biết nấu, mình nấu mình làm không ngon á, thì cái chỗ người ta bán nguyên liệu để làm bánh nè, người ta cũng có bán cái nước đường để làm da bánh trung thu cho mình luôn nha. Mình có thể liên hệ tới cái chỗ đó để mình mua nước đường về mình làm cho nó dễ ha cả nhà ha. Vì cái nước đường này á, mình nấu xong mình làm bánh liền nó sẽ không ngon đâu. Mình nấu mình để càng lâu á thì cái màu nước đường nó lên càng đẹp và mình làm bánh nó sẽ ngon nha. Mình cứ cho bột vào từ từ vậy nè. Mình trộn từ từ cho đến khi nào hết bột thì thôi ha. Và khi mà mình làm bánh á thì mình có chuẩn bị thêm một ít bột khô nha, để lát nữa mình cho vào trong cái khuôn đó để mình khỏ bánh ra, nó không có bị dính bánh nè. Với lại mình cho bột ra ngoài cái bàn hay là cái mâm gì đó thì mình gắp cái bột khô đó để cho nó không có bị dính tay ha. Mình trộn như thế này là bột của mình đã đều rồi nè. Nó đã đạt rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho bột ra ngoài cái mâm hay là cái bàn gì đó để cho mình dễ nhồi bột hơn ha. Mình tiếp tục mình nhồi một hồi nữa nha. Bây giờ bột Hậu sẽ cho ra ngoài bàn. Mình tiếp tục nhồi. Hôm nay mình sẽ làm cái khuôn này là 200g. Cái khuôn này mình cũng đã từng làm bánh trung thu mấy video trước rồi cả nhà. Cái khuôn mình cho bột ra ngoài bàn á, mình nhớ rắc bột khô nha, rồi mình nhồi gì nó không có bị dính tay ha. Bây giờ thì Hậu sẽ bắt đầu phân cái phần da này ra nè, để mình dùng cái cây này nè để lát nữa mình cán cái phần da rồi mình gói vào trong nhân đó. Thì cái phần nhân của mình á là 140g, thì cái phần da này là 60g để dành cho cái khuôn 200g ha cả nhà ha. Bánh em Hậu đã gói xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong khuôn. Và trước khi cho vào khuôn á, thì mình dùng một ít bột khô vậy nè, mình thoa vào trong cái khuôn để mình khỏi cái bánh ra, nó không có bị dính bánh đó cả nhà. Trong lúc ở đây mình ra bánh thì bắt đầu cái lò mình sẽ bật lên để cho nó nóng cái lò trước khoảng 10 phút nha cả nhà.
Nhưng một lò mình chỉ nướng được có 8 cái thôi. Giờ đủ 8 cái rồi mình cho vô lò mình nướng được. Cỏ đâu rồi? Trước khi mình cho bánh vào lò đó thì mình dùng cái cỏ này mình quét sạch những cái bột khô mà lúc nãy mình cho vào trong khuôn đó, thì nó dính ở trên cái mặt bánh này. Nữa mình nướng thì cái bánh của mình không có được đẹp ha. Cái này mình nướng lửa trên lửa dưới luôn hả? Trên dưới luôn. 200 nhiệt độ là 220 hả? 200. Mình nướng nhiệt độ là 200, lửa trên lửa dưới. Ở đây là cái hột gà mình đánh ra cho nó tan đẻn, lát nữa mình quét lên trên mặt bánh đó cả nhà. Còn nếu như mà mình ăn chay á thì mình sẽ dùng cái nước đường mà mình để trộn cái da bánh đó, thì mình sẽ quét cái nước đường lên thì mình dùng cho những người ăn chay ha. Tại vì bánh này mình làm á, mình cũng không có để cái lòng đỏ trứng cho nên là mình ăn chay được á cả nhà. Thì bánh sau khi mình cho vào trong lò nướng lửa trên lửa dưới nhiệt độ là 200 được 30 phút thì cái bánh của mình nó có được cái màu như thế này. Rồi mình cho bánh ra ngoài, mình sẽ quét một lớp trứng lên trên mặt nè, rồi mình tiếp tục mình nướng nha. Còn nếu như mà dùng để ăn chay á, thì mình quét bằng nước đường ha cả nhà ha, cũng đơn giản chứ không có gì khó. Tại vì bánh này mình làm mình không có để lòng đỏ trứng muối vào trong bên trong đó, cho nên là mình có thể dùng để ăn chay được nha. Xong thì mình cho bánh trở vào lò, mình tiếp tục mình nướng với nhiệt độ là 200 độ C. Nhưng mà mình chỉ nướng lửa trên thôi nha cả nhà, lửa dưới thì mình không nướng nữa ha. Và mình nướng tầm khoảng chừng 15 phút á. Lúc này thì mình dùng một cái miếng giấy bìa cứng á, mình đậy ở trên cái mặt bánh lại. Tại vì cái bánh hình tháp á thì nó có cái độ cao nè. Nếu mình không đậy như vậy á thì nó sẽ chín không có đều. Và những cái nơi mà nó cao á thì nó sẽ bị vàng, nó bị vàng đậm á cả nhà. Thành ra nhìn cái bánh nó sẽ không ngon ha. Và mình nhớ xem ở chỗ nào mà cái bánh nó vàng á thì mình chở cái bánh nha. Cái trong thì cho ra ngoài, cái ngoài thì cho vào trong để cho nó được đều cái bánh á. Thì sau một hồi mình nướng mình canh, mình thấy cái bánh của mình nó có màu như thế này nè, là nó đã chín đều vàng là đẹp rồi đó cả nhà. Bánh của mình hôm nay cái màu rất là ngon luôn nha. Và khi mà mình nướng bánh trung thu á là mình nên canh chừng, chứ mình không có cái thời gian nhất định là bao lâu, tại vì nó còn tùy thuộc vào cái lò của mình nữa ha. Bánh trung thu của mình cũng đã ra lò rồi. Bây giờ mình sẽ cắt bánh, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Nhưng mà nó còn nóng lắm cả nhà ơi. Cái này là mình để khoảng vài ngày sau quá thì ăn nó sẽ ngon hơn. Cái da này nó mềm lại nè. Bây giờ nó mới ra lò nó còn nóng quá. Nó còn cái độ cứng cứng nha. Nướng bánh gà nó. Mình để vài ngày nó dịu, nó mềm lại nó sẽ ngon. Bánh mình bây giờ nó đang có cái độ cứng á cả nhà, cho nên là mình phải dùng cái dao á mình cắt nó mới được. Khi mà nó dẻo nó mềm rồi đó thì lúc đó mình dễ cắt hơn. Cái này á, nếu như mà mình ăn mặn á thì mình để cái trứng á, trứng giữa cả nhà, cái lòng đỏ trứng muối á vô thì nó ngon, nó nhìn nó cũng đẹp nữa. Còn cái này mình làm cái dạng nhân phơi môn không á thì mình có thể dùng chay được luôn ha. Bánh mình còn nóng quá. Bánh nó mới ra lò nó còn nóng hổi cho nên cái da nó còn cứng, nó khó cắt lắm cả nhà. Mình để tầm khoảng 2 ngày. 2 ngày sau nó hồi dầu lại, nó dẻo cái bánh á, lúc đó nó ngon lắm, mình dễ cắt nữa. Cái da thì nó còn giòn á cả nhà, mới nướng ra mà. Rồi cái nhân á thì nó dẻo. Mình mời cả nhà dùng với mình một miếng bánh trung thu nhân phai môn nha. Mời anh Thợ dùng trước đi. Mời cả nhà. Bánh trung thu mà ăn nó hỏi. Ngon vừa ăn quá. Cho cái dầu của hành phi ha. Cái vô trong thế mình đào cái nhân lên, nó dậy cái mùi lên rất là thơm ngon luôn á cả nhà. Ngon lắm. Và cái độ ngọt vừa vừa ngon nè. Ngon cực kỳ luôn, cái này mà để nguội lại cái da nó dẻo lại là ăn ngon lắm luôn á. Nhớ cho vậy ăn vài bữa ra ăn nha. Rồi. Thì video của mình chia sẻ về cái món bánh trung thu nhân phai môn theo yêu cầu của một khán giả xem kênh của Nhung Cần Thơ, đến đây mình cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Và chúc cho chị hoặc là cô gì đó làm cái món bánh trung thu nhân phai môn này thật là ngon ha. Và cảm ơn em Hậu Thợ Làm Bánh đã chia sẻ đến mọi người của kênh Nhung Cần Thơ nha. Video đến đây mình cũng xin tạm dừng nha. Nếu xem thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký theo dõi kênh để cho kênh của mình được phát triển nha cả nhà. Và xem tiếp những video sau của mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.